chuyên viên thợ nghiệp lần này. Anh vời lắm. Chắc nên cả để bắt đầu cuộc đối với nào. Nhưng em phải đi học ở New York năm tới. Anh không đi học ở New York. Chắc nên cả để sống với nào. Đi ăn. Sao cuộc sống có lại càng như vậy? Tôi càng sống, tôi càng cảm thấy cuộc sống nhiều khó khăn phức tạp. Bị mất việc, vợ không yêu tôi, cho tôi một lý do để sống. Chỉ có điều này làm cho cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Cô có thể đứng dậy không? Chúng tôi sẽ chở cô đi bến biển. Bao lâu rồi? Mặc dù chúng tôi cố gắng giúp anh ấy, nhưng anh ấy chết rồi. Ai cũng muốn lấy chồng và sống hạnh phúc. Con phải bắt đầu gặp nhiều bạn trai mới. Con đã gái với thông minh, anh trai nào cũng muốn làm bạn với con. Mặc dù con trẻ đẹp, nhưng thời gian qua mau. Linh có thể giới thiệu bạn trai mới cho con không? Đừng ăn nhiều kem quá, với chải tóc đi. Linh muốn giới thiệu bạn với bạn nhìn Na. Na đẹp trai lắm và được nhiều người thích. Anh to, cao và vui tính. Tôi tên là Na. Em tên là Kitty. Em muốn đi ăn không? Dạ. Anh thích là gì? Em thích chơi thể thao, quần áo và cô gái đẹp. Em cũng thích chơi thể thao, nhưng em không thích coi thể thao. Cô gái không chơi thể thao. Cảm ơn.
anh muốn uống anh gì hôm nay? Em ấy sẽ có rau và tôi sẽ có nghệ thịt để nướng. Thì em mất quá. Anh ghét như không heo. Chào cô gái đẹp, em có rảnh không? Hồi trước không hợp tính, mình có một bạn kia tên Albert. Mình biết Matt không thì tốt người, còn Albert thì hiền với thông minh. Anh làm kỹ sư ở một công ty lớn với thành công. Mình không muốn đi. Mình đã nói trước với anh ấy rồi, đi chơi vui vẻ. Làm ơn đi với bạn ngày mai. Chào em, tên tôi là Albert. Trời ơi, bạn rất đẹp. Cảm ơn. Tôi tên là Katie. Em đã ăn chưa? Rồi, em đã ăn rồi. Anh làm kỹ sư bao lâu rồi? Anh làm kỹ sư 6 năm rồi. Khi rảnh anh thích làm gì? Khi rảnh anh thích học bài, tại vì học bài rất vui. Em có biết 600 con thỏ bị chết không? Không, em không biết. Trời ơi, em đẹp như hoa. Cảm ơn. Mấy giờ rồi, em phải đi. Em rất bận. Chào Jonathan. Chào Lynn. Chào một chút. Cái gì? Anh có biết bạn tôi Katie không? Không chắc. Chị ấy trông như thế nào? Katie tóc nâu và dài, không cao lắm. Anh không biết tại sao em hỏi. Tôi muốn tìm bạn trai cho Katie. Nếu anh không có bạn gái thì anh có thể gặp Katie được không? Katie tính tình như thế nào? Katie vui tính và thân thiện. Chị ấy vừa đẹp gái vừa thông minh. Katie dễ thương lắm. Cũng được, anh được gặp chị ấy ở đâu? Chào em, anh là Katie. Em có phải là Katie không? Dạ phải, em là Katie. What did you know? Em khóc về không? Dạ. Em muốn uống gì? Em muốn cà phê. Cảm ơn anh. Anh muốn uống gì hôm nay? Justin hay đi cà phê. Sau khi em tốt nghiệp, em có dự định đi đâu không? Em yêu em đi New York. Em đi New York để làm gì? Em đi New York để học ngành gì? Vậy à, rất tốt. Chúc mừng em. Cảm ơn. Còn anh? Anh sẽ đi cao học. Khi rảnh anh thích làm gì? Khi rảnh anh thích đi tập thể dục, đi bơi và chạy bộ. Anh rất thích chạy bộ. Katie có sao không? Xin lỗi, bạn trai của em cũng thích chạy bộ. Anh ấy đi mất năm ngoài. Thật lòng chia buồn với em. Cảm ơn. Thôi, nên nói chuyện khác nhé.
Nếu em cần một người bạn, anh sẽ sẵn sàng làm bạn với em. Cảm ơn, riêng anh là người tốt, em muốn làm thêm với anh. Hẹn gặp em lần sau nhé. Tiếp. Nếu không có anh thì em cảm thấy một ngày dài vô tận. Không có anh, em cũng sẵn sàng có người khác. Em lúc nào cũng có hình bóng anh trong tim em.